Đây 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 cả nhà coi nè, Son của Kim Anh đã về nhá. Hiện bây giờ Son đã về tới công từ Hàn Quốc, từ Hàn Quốc đã về tới công ty mỹ phẩm Laura Sunshine rồi. Bây giờ là các bạn đang ngồi đây nè, đánh vật một đống luôn rồi nè, nhà coi thấy không, về nhiều lắm nha cả nhà nha. Tại vì đợt trước rút kinh nghiệm cái đợt cháy hàng đó, nên đợt này về là cả 100.000 cây luôn, cho nên là cả nhà không có lo bị cháy nữa nha. Nhưng mà chưa chắc ăn à, cũng hên xui lắm à. Tại vì bữa giờ thấy mấy nhà phân phối khóc quá. Các chị em mình mau mau nha, mau mau liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên để mình lấy son nha. Son 01 đã về rồi nè. Đó, son 02, 03, 04, 05 đầy đủ 5 màu son luôn. Nhớ nha, có lẽ là Kim Anh sẽ thử các màu son. Thì bây giờ thì Kim Anh đang có công ty đã về 5 màu son rồi cả nhà. Và 5 cây son của bên nhà Kim Anh nè. Rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp nha cả nhà. Đây, 5 cây nhá. 5 màu này rất đẹp, đặc biệt là 01, 01 đã về rất là nhiều. 5 cây nha cả nhà nha. 01, 03. 5 màu cực kỳ đẹp luôn, nhất là màu 05, 02. Nói chung là 5 màu này Kim Anh đã chọn lựa thì rất là đẹp. Màu Kim Anh đang đánh là màu 0, 0, 01. Đây, 01. Kim Anh đánh mà nó gì luôn nè. Bây giờ Kim Anh sẽ thử cho cả nhà coi. Trong 5 màu son này của Kim Anh nhé, các bạn đừng nghĩ rằng mình mua 5 cây này thì mình đánh được có 5 màu thôi. Thật sự không phải. 5 màu son này cả nhà cũng có thể đánh được rất là nhiều nhiều cách đánh. Khi mà các bạn bạn mà biết đánh á, thì 5 màu son này các bạn có thể phối ra thành rất là nhiều màu. Hôm trước Kim Anh đã phối cho cả nhà rồi. Có thể nó ra tới mười mấy màu lận luôn. Thì bây giờ Kim Anh thử cho cả nhà luôn nhé. Thôi, tại vì đây là cái màu son mà hồi nãy Kim Anh đánh á, là màu son đó là màu số 01. Thì bây giờ Kim Anh thử cho cả nhà coi cái màu nude. Cái màu nude là cái màu Kim Anh rất là thích. Màu nude thì khi mà các bạn đánh make up, hôm nay thì Kim Anh make up hơi lạc, tại Kim Anh mệt quá, Kim Anh bệnh suốt từ bữa giờ nè. Đây là màu nude nha cả nhà. Màu này là màu 02. Thì từ cái 02 này nè, các bạn nếu mà các bạn muốn đánh đậm lên á, để mà cho ấn tượng á, thì cũng rất là đẹp. Còn nếu các bạn không đánh đậm á, mà các bạn đánh nhẹ nhẹ vậy thôi, thì nó cho ra một cái màu da rất là dễ thương. Nhưng mà từ cái màu 02 này, các bạn có thể phối bất cứ màu nào đậm hơn. Ví dụ như từ màu 02, Kim Anh có thể phối với màu 003 nhé. Kim Anh thử phối màu 02 với màu 03 cho cả nhà coi nè. Nè, Kim Anh xài riết mà nó còn quay vậy nè. Đó, các bạn thấy không? Khi mà mình đánh lên như vậy là cái khuôn mặt của mình nó khác liền. Mà mình mua hai màu này là mình đã có được ba màu rồi. Tại vì khi mà mình đánh màu 01, màu 02. Mình đánh màu 02 nè. Thì mình lại có một cái màu nude. Nhưng khi mình đánh ở trong lòng môi cái màu màu 03. Đó. Thì mình lại có một giữa nude và đỏ, thì nó sẽ làm cho cái môi của mình nó kiểu chúng chím, kiểu rất là đẹp. Nhớ. Rồi, còn khi mà các bạn đánh không màu đỏ thì các bạn sẽ có một màu đỏ rất là ấn tượng, đó là màu đỏ sực luôn. Màu đỏ kiểu đỏ rượu vang rất là đẹp, mà các bạn càng đồ nhiều, các bạn đồ càng nhiều thì cái màu đỏ nó càng lên đậm hơn và càng đẹp hơn. Nhớ nha. Đó là chúng ta đã được ba màu rồi đúng không? Bây giờ đây, bây giờ Kim Anh sẽ đánh phối cái màu mà Kim Anh thích, đó là bây giờ Kim Anh phối thử cho cả nhà coi cái màu 05 và cái màu 01. Hai màu này là hai màu rất là nhiều các chị em phụ nữ thích. Thì nó cũng giống như cái màu 02 vậy, nhưng mà cái màu 01 á, cái màu 0005 này nè, nó là một cái dạng màu hồng da. Đó. Màu hồng da rất là phù hợp cho các chị em nào mà make up mặt đậm, thì mình đánh cái màu hồng da lên cái mặt mình nó sẽ cái kiểu gì ta, nó sẽ rất là nhìn nó tây tây á, nhìn nó tây lắm. Và sau đó khi mà các bạn đánh cái màu 05 lên, 05 là màu hồng da nha, các bạn đánh thêm cái màu 01 lên nữa. Đó.
Các bạn thấy không? Khi mà mình phối như vậy á, đây là cái cách phối. Mình phối cái cây son 105 với 101. Đây là 05 và 01 nha. Khi mà các bạn phối vậy nó sẽ cho ra cái màu môi của mình rất là xinh. Thấy không? Ok. Đó, nãy giờ là chúng ta mua có 4 cây son nhưng mà chúng ta được 6 màu rồi nha. Còn bây giờ cái màu mà Kim Anh chia sẻ với cả nhà đó là cái màu 04. Cái màu 04 là cái màu mà nhiều người nói ôi trời ơi sao nhìn cái màu nó đậm quá. Cái vỏ son, cái vỏ hộp nó đậm quá, nó đặc quá. Thì nhìn nó già, màu nó đậm, nó già. Thật ra các bạn sai. Khi mà các bạn lớn tuổi hay không lớn tuổi là do cách đánh của mình nữa. Ví dụ như cái màu 04, Kim Anh chỉ việc đánh ở trong lòng môi thôi. Đây là màu 04 nha. Rồi các bạn bậm từ từ ra. Đó, các bạn thấy không? Màu 04 nè, rất là nhiều người nói là cái màu 04 này rất già, nhưng mà thật sự ra nó không hề già một chút nào hết. Màu này nếu như các bạn đánh nhẹ, nó sẽ cho ra một cái màu rất là dễ thương, nhìn nó kiểu hơi nâu nâu đất. Còn nếu mà các bạn đánh đậm lên thì nhìn nó rất là ấn tượng. Ngày hôm nay Kim Anh chỉ đánh chỉ cho tất cả các bạn một cách để pha màu son với nhau thôi. Các bạn nhớ nha, đánh từ trong lòng môi, đánh lan ra ngoài thì nó sẽ đẹp hơn cho cái môi của mình, mà mình điều chỉnh được cái viền môi. Chứ các bạn đừng có đánh quẹt 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 vậy nè, nhìn cái nó rất là xấu nha các bạn. Và bên Kim Anh á, son bên nhà Kim Anh là đầy đủ, đã về hàng 5 màu, có đầy đủ hết rồi. Và các bạn lưu ý giùm Kim Anh, son bên nhà Kim Anh là được nhập từ Hàn Quốc, được sản xuất tại Hàn Quốc. Và công ty Laura Sunshine, ở trên vỏ hộp son là có chữ ký của Nhật Kim Anh nhé. Còn ở trên thân cây son nè các bạn, đây thân cây son nè, các bạn sẽ thấy được chữ NKA. Tất cả cây son này của bên Nhật Kim Anh là được làm bằng tay. Tức là khi Kim Anh khắc cái chữ NKA này nè vào thì tất cả các nhân viên ở bên Korea là họ phải dùng bằng tay để gắn cái thỏi son và vỏ son. Chính vì vậy cho nên rất là cực và rất là lâu. Mà trong khi á, cái cây son của bên Nhật Kim Anh nè, Kim Anh bán giá rất là mềm luôn, chỉ có 350 thôi. Mà các bạn mua 5 màu son là các bạn đã có tới mười mấy màu luôn. Tại vì khi Kim Anh sản xuất ra 5 màu này là Kim Anh đã tính trong đầu chúng ta có thể phối ra rất là nhiều màu khác nhau. Đây nhớ, khi các bạn mua 5 màu này, khi các bạn mua 5 màu nồng màu này là các bạn có thể phối được thành mười mấy màu luôn. Đó, 5 màu là các bạn có thể phối được mười mấy màu son luôn nha các bạn. Chứ đừng có nghĩ rằng ồ trời ơi tôi mua 5 cây son, 5 màu khác nhau là đánh được có 5 màu. Không phải. Các bạn mua 5 cây son nhưng mà các bạn có thể đánh được tới mười mấy màu lận tại do cách thức các bạn phối nữa. Trời, nó nhảy quá vậy. Và son của bên Nhật Kim Anh là được chiết xuất từ sáp ong tự nhiên. Từ sáp ong tự nhiên và dầu thực vật, bột ngọc trai và cao lanh rất là nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là son của bên Nhật Kim Anh tuy rằng nó lì nha các bạn, tuy rằng nó lì nhưng đánh lên môi rất mướt, không bị khô. Nhưng mà Kim Anh khuyên những bạn nào á ở khu vực xứ lạnh á thì mình nên cho một chút xíu cái dưỡng môi ở dưới chút xíu. Tại vì ở xứ lạnh á, nội mà các bạn chỉ cần các bạn ra ngoài trời lạnh thôi là các bạn đã bị khô môi rồi, chứ đừng nói gì là khi các bạn đánh son lì nữa. Cho nên là hơn nữa bên cây son của bên Nhật Kim Anh á, là nó có cái tự động tẩy tế bào chết cho mình luôn, tẩy tế bào chết da môi cho mình luôn nha. Cho nên khi các bạn sử dụng á, các bạn sử dụng ví dụ như hôm nay các bạn đánh nó không có nó rất là mướt môi đó, bạn thấy không, nó mướt môi lắm đó. Nhưng mà ví dụ như một thời gian khoảng 1 tháng 2 tháng thì nó sẽ tự động nó tẩy tế bào chết da môi cho các bạn. Cho nên khi các bạn thấy sờ sờ á thì không, đừng có lo gì hết, đó là lúc nó đang tẩy tế bào chết da môi cho các bạn đó nha. Chứ không phải là nó khô lại hay là nó chốc đâu, không phải vậy đâu. Và đặc biệt hơn nữa là son bên Nhật Kim Anh là các bạn khi xài lên á là các bạn hoàn toàn các bạn không có bị bớt hay là bị bột hay là nó bị vón cục hay là nó bị khô quá. Nó rất là mướt môi luôn. Mà giá quá mềm, 350 ngàn. Quá rẻ luôn, các bạn vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối liền nha.